Xin chào các anh chị và các bạn. Microsoft đã chính thức tích hợp ChatGPT ở trong trình tìm kiếm Bing. Do vậy là hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách đăng ký để thử nghiệm Bing mà có tích hợp ChatGPT. Thì đầu tiên là các bạn sẽ truy cập trang web ở cái địa chỉ là bing.com. Còn đối với điện thoại di động thì các bạn hãy cài đặt cái app Bing mới nhất. Sau đó bạn sẽ vào trong cái mục là Sign In. Nếu mà bạn chưa có tài khoản của Microsoft thì các bạn hãy chọn là tạo một cái tài khoản mới. Các bạn chọn ở đây. Các bạn sẽ nhập địa chỉ email của mình. Sau đó mình bấm là Next. Bạn sẽ đặt mật khẩu cho cái tài khoản là gì thì các bạn nhập vào. Sau đó bạn chọn Next. Tên của bạn là gì? Sau đó chọn Next. Quốc gia thì bạn chọn là Việt Nam, còn ngày tháng năm sinh thì các bạn hãy nhập vào. Sau đó chọn Next. Tiếp theo là bạn hãy kiểm tra địa chỉ email, thì Microsoft sẽ gửi một cái mã đến địa chỉ email. Và lúc này là để xác minh thử là địa chỉ email có thật hay không. Ở đây là 7791, mình sẽ nhập 7791 vào và chép vào ô vuông, sau đó nhấn Next. Thì tiếp theo là các bạn sẽ bấm chữ Next và các bạn làm theo hướng dẫn ở trên màn hình. Có nghĩa là ở màn hình bên trái nó có cái biểu tượng này. Thì ở bên phải các bạn sẽ sử dụng cái phím mũi tên để bạn chọn. Ví dụ như hình này. So với lại kết nối đây thì mình sẽ chọn là sau đó chọn Submit. Tiếp theo là cái hình này, hình chìa khóa với hình này. Thì bây giờ bạn có thể dùng phím mũi tên bên phải hoặc bên trái để kết nối. Đã xác minh thành công. Sau đó các bạn vào trong cái mục là chat. Lúc này các bạn sẽ chọn là Join the waiting list. Sẽ vào trong danh sách chờ. Thì thường 3 tới 7 ngày thì bạn sẽ được thông báo bạn đang nằm trong danh sách chờ nè. Nếu mà bạn nhận được thông báo đồng ý thì lúc này các bạn sẽ vào trong Bing AI, các bạn sẽ chat với lại Bing AI. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách đăng ký tài khoản Bing AI của Microsoft. Nếu bạn có những vướng mắc gì thì các bạn hãy để lại ở trong phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.